Hôm nay mình tới thăm một anh bạn, thì anh bạn này có một căn biệt thự ở ngay đồi và đằng sau có cái vườn dâu rất là thú vị. Mình sẽ vô đây và review vườn dâu lẫn cái căn nhà biệt thự rất là đẹp này của anh bạn mình nha. Khi mới bước vô thì mình thấy ngay căn biệt thự nằm bên trái, nhưng mình sẽ không vô cái căn nhà này trước, mình sẽ đi thẳng lên cái vườn dâu luôn và sẽ ghé căn nhà này sau khi mình thăm vườn dâu. Ở bên hông của căn biệt thự có một cái sân rất là lớn, các bạn có thấy không? Đó. Và trước mặt là cái garage nha. Thì cái garage này là thường là đậu xe hơi nhưng mà hiện giờ đang đậu một chiếc xe máy và để đồ. À, bên trái của mình đó là cái khu guest house, mình sẽ giới thiệu sau. Chào tụi con. Rồi, bây giờ mình tiếp tục đi lên cầu thang để đi ra cái sân sau là cái đồi ở ngoài sau căn nhà đó để mình thăm cái vườn dâu. Thì căn nhà này có một vị thế rất là tuyệt vời nha các bạn, đó là lưng tựa núi. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, lưng tựa núi. Vì thế như vậy nó rất là vững chắc. Rồi, bắt đầu mình đi vô tham quan vườn dâu nha. À, bên phải mình thấy có nhiều cái chậu dâu nhỏ nhỏ như thế này. Có thể nó là chậu dâu kiển. Em ở bên Cali đó anh. À, ở đây là nông trại trồng dâu nha cả nhà. Ok. Dâu này dâu Nhật nha, dâu Nhật ngọt. Dâu này là dâu Nhật nha cả nhà. Ok. Đấy, lát anh review cận cảnh rồi anh ăn. Cái cây ở dưới đây là cây rau gì ạ? Cải xoăn thì sĩ vậy đó. Cải xoăn. Nó là trang trí. Thì bây giờ mình đang đứng ở trong một cái nông trại nho nhỏ ngoài sau vườn của một anh bạn của mình. Ok, thì anh bạn của mình sống ở đây á, thì ở ngoài đó là ảnh sống ở trên một cái khu đồi. Ở đằng trước thì có một cái căn biệt thự rất là lớn. Bây giờ mình review tới cái khu vườn ngoài sau là ảnh làm nông nghiệp. Thì ảnh trồng rất là nhiều loại nhưng mà mình sẽ chọn ra một cái đó là đặc trưng đây đó là dâu. Dâu này á, thì mình hay gọi là dâu Tây nhưng thật sự cái giống này là dâu Nhật. Ok cả nhà. Thì á, mình có hái một số ở đây nè. Nhìn rất là tươi, cái màu nó rất là sặc sỡ. Nó cực kỳ tươi luôn và nó vẫn còn lông luôn. Rất là tươi cả nhà. Nhưng mình sẽ không ăn từ những cái trái này mình hái. Mình sẽ review bằng cách là mình sẽ hái một cái trái ngay từ cái cây này ra. Và mình ăn và mình nói cảm nhận nha cả nhà ha. Rồi, bây giờ mình ngắt ở đây. Rồi, đây là trái dâu. Đấy, bây giờ mình sẽ thử nha cả nhà. Nó rất là ngọt và nó có cái độ thanh nữa và mình ăn vô tươi là cái mùi dâu rất là hay. Đấy, mình cực kỳ thích. Nó cực kỳ tươi, nó không có giống như ở trong siêu thị mà mình mua. Ở đây mình ăn nó liệm và nó mát nữa. Rất là tuyệt vời. Thôi mình ăn hết luôn. Quá ngon. Rồi chẳng lẽ mình đi hái hết ăn. Không biết ở đây anh có bán vé để mình vô mình trả tiền rồi ăn được bao nhiêu ăn không? Khách quen thì có. Khách VIP mới được vào cái đấy. Này ở bên nước ngoài á, bên Mỹ á cả nhà. Thì dạ cảm ơn. Ở bên nước ngoài á cái này là siêu ngon. Siêu ngọt phải không cả? Siêu ngọt.
Đây là anh chủ rất là trẻ tuổi. Siêu ngọt. Rất là ngon. Thì cái này luôn đất nhà với lại vườn á là trên 2.000 mét vuông nha cả nhà. À mình nói đó, ở bên Mỹ đó thì những cái vườn, những cái farm của người ta đó, tới cái mùa thì người ta hay bán cái giá cho mình. Thì mình mua cái giá đó mình vô mình được quyền hái, mình ăn. Miễn ở trong đó ăn bao nhiêu cũng được, không cần trả tiền, ăn tại vườn. Rồi sau đó mình hái rồi mình đem ra họ cân ký, họ bán cho mình đem về nhà. Đó thì cái mô hình đó mình thấy rất là thích và mình hay đi như vậy. Ví dụ những cái mùa dâu nè, mùa gọi là cái gì, blueberry gọi là Việt Quốc ở Việt Nam đó, thì người ta hay làm như vậy lắm. Ủa cái này trồng riêng ha? À, cái này vô chậu á. Dạ. Vô chậu để chiến hữu nào thích thì ginh về thôi. Này anh là chồng tài tử. Thật sự là mình xuất khẩu tại chỗ đa phần nhờ các bạn ở Sài Gòn các bạn. Dạ. Đây mình mới tiếp chứ còn khách mà để khách du lịch vô biến. Dạ. Mất thời gian. Rồi sau khi khăm vườn dâu xong thì mình đi khám phá cái căn nhà biệt thự này. Mình đi ra ngoài cổng để mình có thể vô cổng trước của căn biệt thự. Ở trước căn biệt thự này có cái sân khá là rộng và bên hông cũng có một cái lối để đi ra ngoài sau, giúp cho cái căn biệt thự trở nên thoáng và mát. Rồi, mình đi vô trong nào. Bây giờ mình đi ra cái dãy nhà nhỏ ngoài sau, thì mình gọi cái dãy nhà nhỏ này là cái dãy nhà guest house. Cái lý do là cái này nó cách biệt khỏi cái căn nhà chính và nó cũng có nhiều cái phòng để khi mà có khách khứa thì mình có thể tới để ở. Còn bên trong đây là mình thấy một cái bếp này nó cách biệt khỏi cái nhà lớn, thì như vậy cũng rất là tốt, tại vì khi mà mình ra cái bếp mình nấu ăn á thì nó sẽ không có bay mùi vô cái nhà lớn. Còn đây là cái rara trước mặt của mình, thì hiện tại là đang để đồ chứ không có để xe. Vậy là cái chuyến thăm anh bạn của mình có căn nhà biệt thự ở trên đồi, ngoài sau có cái vườn dâu đã xong rồi. Nếu cả nhà thích thì nhớ like, share, comment
Đặc biệt đừng quên đăng ký hay còn gọi là subscribe kênh Mít Tiếng của mình. Chào các bạn, hẹn các bạn ở những video sau.